Nó đang ăn con cua của mình rồi còn đâu. Thôi nó ăn mất rồi, bạn lấy cái rổ ra bạn cua đi. Có nhìn thấy nó chưa? Đây đây. Nó chạy ra. Ôi, vừa đẹp rồi. Chạy, chạy, chạy. Ôi, chạy ra bạn ơi. Nó chạy mất rồi. Nó chạy nhanh lắm. Ta sẽ cho người biết tay. Ui, làm sao bạn có biết thật gì không? Nào, nào. Ui. Ôi, chết rồi, kem ơi, nó trong thùng hoa của bóng rồi. Ui, á chà chà, đây là thủ phạm đây. Các bạn ơi, thủ phạm ạ. Ăn hại quả thanh long của mình này, nó cắn hết những cái gai của cái quả thanh long của mình đấy các bạn ạ. Mình liền nó ra đang giờ mấy cái mắt nó nhìn mình liền kìa. À, con ốc sên, mình sẽ bắt nó ra nhá. Rồi. Trên này còn một con này. Ui, con đấy màu gì đấy bạn? Con này màu cam. Ui, màu cam cũng ăn đấy các bạn ạ. Nó đang bò lên cái quả thanh long siêu to khổng lồ trên này này. Ui, sao nhà mình có quả thanh long to thế? Ui, không phải đâu bạn ơi. Quả gì mà nó có cả hai mắt kia kìa. Hình như quả đây là quái vật đấy bạn ạ. Con này nguy hiểm đấy, chạy đi thôi. Nó cử động kìa, chạy thôi. Ui, sao mình chạy đây? Chém vào, chém vào tường đi. Để mình chém vào bờ tường bên này. Chạy đi nhanh lên. Ui, tốt lắm bạn, chém luôn cây đi. Ui, trên đầu bạn có cái gì này? Đấy. Đấy. Cái gì đấy bạn? Ui, cái gì to thế? Trông như cái xe ấy. Ừ, mình thử mang cái này. Có phải xe không? Ừ, bạn mang đây. Ui, bạn ơi, không biết cái hộp gì nhỉ? Nhìn bên ngoài như kiểu cái xe quái thú ấy. Đâu, thử lật. Xem nào. Ui, đúng rồi, mà chiếc xe. Ui, cái xe này bạn tháo xem nào. Ui, bạn ơi, xe nhìn hầm hố chưa? Có cái bánh nó trông hay nhở? Đây này. Có cả cái điều khiển thế này. Mình thử điều khiển thế nào. Ui, con này nó còn núm lên núm xuống được này. Ui nhờ. Bạn thử xem nó có chạy không? Mình thử xem nó có chạy không nhá. Nó kêu đấy. Ui, nó chạy nhanh lắm bạn ạ. Ui, nó đi cả được sang ngang à, xoay tròn luôn. Nó xoay tròn chút không hòa được này. Ui, cái xe này khả năng là nó dẫn mình đi tìm được các con vật đấy nhờ. Ừ. Ui, ui bạn ốc ơi, hình như là con bóc men kia kìa. Nó đang ăn con cua của mình rồi còn đâu. Thôi nó ăn mất rồi, bạn lấy cái rổ ra bạn cũng coi đi. Tốt được chưa bạn ơi? Hình như mình úp được rồi đấy bạn ạ. Bây giờ khoảng cái ô tô tới chào nó về nhá. Ừ. Ui tới rồi này. Tới rồi. Ui, nó trả theo cả một cái xe tải to chưa lại bạn ơi. Nào mình bảo ra mình cho lên xe thôi nhá. Ừ. 2, 3. Được rồi. Ui bạn ốc ơi. Không biết là cái con gì nó biến thành cái quả thanh long của mình nó như này à bạn? Vừa có mắt vừa có mồm đầy răng. Ui đây là đúng mà nó là nó có cả gai này. Đúng là bác men rồi. Ui nó vừa ăn con cua của mình đấy, bây giờ mình bắt nó nhả con cua ra nhá. Con bác men, hãy nhả con cua ra nhanh lên. Kìa nó nhả ra rồi kìa. Ui đây này. Con cua đỏ của mình này bạn ơi. Wow, này, đi chơi, ở đâu mà sao để nó ăn thịt thế? Ngày mai mình giúp nhí nhá. Nào, mình sẽ nhổ cái gai cạnh mắt nó trước nhá. Ừ. Xem nó là cái gì, xem này nó gai nó dài này. 2 3. Ui cái gì đây? Biết được. Cái gì đây? Ui nó có cái gì? Ui cái gì màu đỏ này? Ui bạn ơi, nó có cái này là cái kẹo dẻo ở bên trong đấy bạn ạ. À, một cái kẹo. Ừ, kẹo dẻo đấy, thử xem ăn được không? Ui rất ngon. Ui giời ơi, cái này có cái gì đây? Wow, một cái kẹo mút này. Cái kẹo mút kìa. Đây bạn cầm cái này. Hết một cái gai xem nào. Đây, nhổ cái gai này. 2. Cố lên. Ui. Ui. Đây là một miếng dưa. Ui, cái kẹo đây này, ui cái kẹo cũng là con mắt này. Đây bên này còn mấy cái nữa này. Ui, có cái gì ở đây này? Nó ra cái gì tròn tròn đấy hả bạn? Cái này dài thế. Cái gì ui, đấy? Nó ra một cái kẹo cầu vồng. Ui, chẳng chẳng lắm à. Cố lên, cố lên. Không dổ được đâu, bạn giúp mình với. Ui, cái này cũng là một cái kẹo mút này. Đây thế này. Rồi, cho nó lên xe đi. Nó đi nhanh chưa này bạn ơi. Ui, xe của bạn đâu một cái gì đây? Ui, nó đâm vào một cái hố mà có mấy cái con bò ở dưới này. Đây, để mình lấy cái búa này để mình gõ vào trong cái quả bóng này nhá. Ừ, bạn gõ gì nào? Xem nó còn cái gì không. Wow, vớt rồi này. Hai con bò bị rơi xuống hố bạn ơi. Bạn bắt lên đi. Bắt lên cho lên xe nhá. Một chú này. Hai chú này. Bạn lùi xe lại được không? Ui, được này. Cái xe nó khỏe thật đấy. Nào, xe đi về đi. Để mình xem mà hố còn con gì không nhá. Có một cái đàn gì nó bò lên kìa. Nhiều lắm. Như kiểu con nhện đấy bạn ạ, chạy đi. Ui, này, vừa lấy khả năng mấy con nhện đấy là nhện con đấy nhờ. Chứ lúc ấy mình nhìn ở đàn đấy nhiều con nhện to lắm. Ừ. Ui kia kìa, hình như kia là con mẹ nó sao ấy. Đâu mà mẹ. Bạn nhìn có phải không? Hình như đúng rồi, nó nhiều chân mà. Mà to nhờ. Đúng rồi, cái phần đuôi nó to lắm bạn ạ. To như bạn luôn ấy. Nó đang tiến tới mình. Thôi tốt nhất bạn chạy đi. Kem ơi, con nhện đây này. Ui, bây giờ mình đã có cái rổ đấy rồi, mình sẽ ra mình úp rồi nhá. Ừ. Đâu rồi bạn ơi. Ui ôi, hình như nó chạy trong này này. Ui, đây, nó đang rẫy ở trong này này bạn ơi. Đúng rồi. Ui, mình nghe tiếng rồi.
Mình nhìn thấy cái chân nó bên này này. Đâu. Cái chân bên này. Ui, con này ngón chân của nó to mà đúng bằng ngón tay mình luôn này. Nhân chúa rồi mẹ ơi. Chứ đâu con này mở ra mà nó cắn đấy. Mở ra á, phải vồ nhanh cơ. Bây giờ mình mở ra nhá. Ừ, 1, 2, 3. Con nhìn thấy nó chưa? Đây đây. Nó chạy ra. Ôi, con này mình chạy. Trời trời trời. Rồi. Nó chạy nhanh lắm. Úi bạn ốc ơi, khả năng chỗ này này, mình thấy có con nhện đây này đúng không? Vâng, mang có búa không? Có, búa đây rồi. Hai. Úi, ui, nó đây rồi. Đây rồi, nó trốn ở dưới tổ đấy bạn ạ. Úi, này, nó đang chạy đây. Không kéo ở dưới nó, không kéo con gì. Úi, nó đang vào nó sao nhờ? Đây thì mình bỏ cái á, xem ở dưới là con gì nhá. Úi, nó đang ăn cua của mình này. Con nhện lên đây nhanh lên. Úi, mình trốn ở đó rồi. À, đây này. Ủa dã man luôn. Cái này. Lên là nó không chạy đâu. Ui, được rồi, ở đây mình quét này nè. Đây rồi, mình tóm nó rồi. Tóm được rồi. Ui, ổ, nó còn dây, khỏe chưa? Chưa kìa các bạn ơi, cái chân của nó đây này các bạn ơi. Ừ, hết dây rồi đấy. Đây này, cái răng của nó to lắm bạn ạ. Đâu? Đây này. Đây là hai cái răng à? Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. 10 cái à? Ừ, mỗi bên 5 cái là 10 đấy. Ui, đây này, không phải nguyên con cua khổng lồ đó mà có cả cua quan kia. Ui, con nhện nó tha lên nó ăn dần đấy. Nó tha được cả cua lên. Bắt này nhá. Sao con nhện ăn tạp nhỉ? Ừ. Ui, dài đây này. Con này hung dữ như này mà vẫn còn xạ con nhện bạn ạ. Hai cái càng nó dơ rộng chưa? Này. Ừ, đấy. Thấy chưa? Hai cái càng to này mà không cắp được con nhện. Con nhện nó nhiều chân hơn nhỉ? Đây mình bắt vào chậu đi. Ừ. Xem ở dưới này có nhiều không? Ui, con. Có hai con này rồi, một con bé tí này. Ui, nhảy một con nó. Bé thế. Một con này nữa này. Con đấy con cua càng to nhờ. Ừ. Ui mẹ nó ơi, ở đây còn một con nhện chúa to lắm. Đúng không? Vừa đến rồi. Còn hai con rồi gì? Đây này, đây mới đi chỉ được con nhện chúa này mà. Bây giờ mình không thể nào mình tiêu diệt được đâu. Con này nó có cả càng kiểu càng cua nhờ. Ui, con này nguy hiểm lắm, bây giờ phải có ai giúp cơ. Bạn ấy giấu đi. Giấu không vừa đâu, con nhện ấy to lắm bạn ạ. Thôi, con này để mình xử lý con này nhá. Ừ, bạn ra giúp mình với. Đây, mình tới đây. Ui, sao này bạn biến thành người bóng được à? Ui. Người bóng khổng lồ to thế. Ui, làm sao bạn có phép thuật gì không? Nào. Ui. Ui, thôi chết rồi, kem ơi, nó trong thùng hoa của bóng của mình. Ui, rồi. Ui, kia, cố lên. Cố lên. Ta sẽ cho người biết tay. Cố lên. Ui, nó lại trong thùng quả lứa ra. Mình sắp mất hết giáp rồi. Đây, mình sẽ dùng quả bóng này, mình tiêu diệt. Cố lên, bạn đâu rồi. Ui, kia, nở rồi kia, con nhện nó bị bé này rồi kia. Ui, của mình đổ theo này. Ui, nó bảo vệ cái mặt không gì. Ui, chết con nhện đấy. Đâu, mình xem mặt nào. Ui, 1, 2, 3, 4 quả nữa bạn ơi. Thế mình trao đổi nhá. Ừ. Ui, được rồi. Đây này. Ui, nổ rồi bạn ơi. Ui. Ui, nổ hết rồi, về bình thường rồi. Ô tô ơi, đi tới trả nhện về đi, nhanh lên. Ui, nó đi rồi kìa. Ui, nó đi chậm lên cả con nhện rồi này. À ha, đây là có phải con nhện không? Đúng rồi. Ui, nó bị đầy cái bóng của bạn bắn vào đấy. Con này đúng là nhện chúa luôn, nhện xì. Chúa này, ui, hai cái càng của nó này nó chí thì đau lắm bạn ạ. To dã man rồi. Wow, to chưa này các bạn ơi. Cái ô tô của mình không là gì nhờ. Ừ. Wow. Đây bây giờ mình cho lên ô tô trở về nhá. Cho lên ô tô đi. Ui, ô tô mà chả được cả con nhện đi, quay đầu à. Ui, nó quay đầu xe đấy các bạn ạ. Nó nặng quá đấy, con nhện này nặng quá đấy. Ừ. Ui, đi rồi, nó đi về rồi này các bạn ơi. Wow. Chả có nhện to quá các bạn